Xin chào quý vị nhà đầu tư. Thì năm 2019 đã kết thúc và báo cáo kết quả kinh doanh của các cái nhóm doanh nghiệp cũng đã được các công ty công bố rất là rầm rộ và về cơ bản là đầy đủ hết rồi. Chính vì thế cho nên rất nhiều người quan tâm xem là những ngành nghề kinh doanh có kết quả kinh doanh ra sao hay là có được đánh giá như thế nào trong năm 2019 vừa qua. Thì hôm nay tôi đại diện cho Desfin Việt Nam sẽ đánh giá về cái chất lượng tài sản của 12 ngân hàng niêm yết hàng đầu năm 2019 ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì nội dung của cái clip hôm nay gồm có các phần như sau. Trước tiên là tầm quan trọng của chất lượng tài sản đối với ngành ngân hàng như thế nào mà chúng ta cần thiết phải đánh giá. Thứ hai là tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các cái ngân hàng này đang diễn biến như thế nào và dự báo tương lai ra sao. Thứ ba là nợ xấu VAMC của họ đã xử lý đến đâu rồi và bao giờ thì xử lý hết. Thứ tư là tỷ lệ bao trùm nợ xấu của các ngân hàng này có lớn không, để nhằm mục đích xem rằng là trong tương lai các ngân hàng này có tiềm ẩn lợi nhuận được hoàn nhập hay không, hay người ta thường nói đó chính là giấu lợi nhuận cho tương lai hay không. Và thứ năm là các cái khoản lãi và phí phải thu của ngân hàng này còn nhiều không, để minh chứng cho việc rằng trong các cái tài sản họ báo cáo là tốt kia thì liệu có còn tiềm ẩn nhiều nợ xấu ở trong đó hay không. Thì sau đây tôi sẽ cùng với các bạn đi vào chi tiết từng phần. Phần thứ nhất đó là tầm quan trọng của chất lượng tài sản đối với ngành ngân hàng. Thì vì sao lại vậy? Vì đặc thù của ngành ngân hàng là trung gian kinh doanh tiền, tức là họ đi mượn tiền của người này và cho người khác mượn lại, và họ ăn cái chênh lệch ở giữa. Tiếp theo đó là biên lợi nhuận của ngành ngân hàng khá mỏng, do cái việc là chỉ việc phải đi vay và cho vay lại, do đó biên của nó chỉ khoảng từ 3-5%. Chúng ta hãy thử tưởng tượng, ví dụ ngân hàng huy động với lãi suất trung bình khoảng 6% chẳng hạn, thì họ sẽ cho vay đâu đó được 9-11%. Đó. Và một điểm đặc biệt quan trọng nữa đối với ngành ngân hàng đó là đòn bẩy của họ rất cao, lên đến 10-20 lần so với vốn chủ sở hữu. Ví dụ như là Vietcombank chẳng hạn, thì vốn chủ sở hữu đâu đó khoảng 70.000 tỷ, nhưng mà tổng tài sản của nó đã hơn 1 triệu tỷ rồi. Hay BID cũng thế, hay là Công Thương cũng thế. Do đó, chính vì những cái đặc điểm này, cho nên chỉ cần nợ xấu của ngân hàng đến mốc 3-4% thôi là cái lợi nhuận của ngân hàng gần như không còn ý nghĩa gì nữa, nó đã cuốn hết sạch lợi nhuận rồi. Bởi vậy cho nên chúng ta phải đánh giá cực kỳ chặt chẽ cái chất lượng tài sản của ngân hàng. Và chất lượng tài sản của ngân hàng chính là cái chất lượng các cái khoản cho vay ra của ngân hàng. Đó. Ví dụ ở trường hợp là nợ xấu làm cho lợi nhuận không ý nghĩa, như trường hợp của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội, hay là của Ngân hàng Phương Nam chẳng hạn, thì như quý vị và các bạn có thể thấy EPS của Sài Gòn Thương Tín và SHB rõ ràng rất cao. Ví dụ như SHB giá trị sổ sách lên đến 15.000 một cổ phiếu, EPS của họ cũng phải 1.500-2.000 một cổ phiếu. Vậy tại sao giá có 6-8.000, có 5-8.000, PE bằng đâu có 3-4 lần? Bởi vì đó chính là cái tiềm ẩn, cái nợ xấu của nó rất nhiều. Bởi vậy khi nợ xấu bung ra thì cái lợi nhuận nó công bố thì không còn ý nghĩa nào cả. Đấy. Do đó chúng ta phải nghiên cứu thật sâu, đánh giá thật kỹ cái chất lượng tài sản của ngân hàng. Thêm đó nữa là tài sản của ngân hàng mà xấu vài phần trăm thôi thì có thể âm vốn chủ sở hữu, lúc nào không biết. Như tôi vừa trình bày ở trên, đó là ngân hàng sử dụng đòn bẩy rất cao. Ví dụ như là một ngân hàng như là SHB đi, vốn chủ sở hữu của họ khoảng độ 25-30.000 tỷ, nhưng mà tổng tài sản của họ lên đến khoảng hơn 400.000 tỷ. Như vậy quý vị và các bạn có thể thấy rằng cái 400.000 tỷ kia, chẳng may cái tài sản nó xấu chỉ cần 5% thôi, 6% thôi, thì như vậy vốn chủ sở hữu của SHB cơ bản có thể về không. Đó, đấy là rất nguy hiểm. Bởi vậy cho nên chúng ta cần phải đánh giá cái chất lượng tài sản đầu tiên. Sau khi chất lượng tài sản của ngân hàng được đánh giá là tốt thì lúc ý chúng ta mới đánh giá đến cái khả năng sinh lời, và lúc đó đánh giá lợi nhuận hay ROE nó mới có ý nghĩa, mới có ý nghĩa. Bởi vậy cho nên là hôm nay tôi sẽ đưa ra cụ thể về việc đánh giá chất lượng tài sản của 12 ngân hàng. Tiếp theo đó là
cái chỉ số đầu tiên để ta đánh giá chất lượng tài sản ngân hàng đó là tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng này, hay nói cái khác đó là nợ xấu nội bản đó. Thì hết năm 2019 thì có 11 trên 12 ngân hàng khảo sát đó thì tỷ lệ nợ xấu giảm đó, tức là nó vẫn có xu hướng giảm từ 2016 đến nay. Chỉ có duy nhất một ngân hàng có nợ xấu tăng, đó là Liên Việt Postbank, tăng từ 1,41% năm 2018 lên 1,44% năm 2019. Thứ hai thì trong thống kê 12 ngân hàng này có ACB và Vietcombank là hai ngân hàng duy nhất có tỷ lệ nợ xấu dưới 1%. Trong đó ACB thì luôn duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 1% từ 2016 đến nay. Đó. Và đến năm 2019 là mức thấp kỷ lục của ACB từ xưa đến nay, 0,54%. Tương tự thì Vietcombank thì năm 2019 nợ xấu đâu đó cũng chỉ còn 0,79% mà thôi. Còn các năm trước của Vietcombank cũng tương đối thấp, chỉ khoảng dưới 1,5%. Và đây cũng là mức thấp kỷ lục nhất của Vietcombank. Qua cái tỷ lệ nợ xấu này có thể thấy rằng về cơ bản chất lượng tài sản của hai ngân hàng này đứng đầu trong hệ thống. Tiếp theo, quan sát trong 12 ngân hàng này thì quán quân nợ xấu thuộc về VPBank ở lên đến 43,42%. Tuy nhiên là chúng ta cần phải xét kỹ bản chất, đó là nợ xấu của VPBank tuy cao nhưng một phần lớn là đến từ FE Credit. Nếu mà chúng ta giả định chúng ta tách riêng cái FE Credit và ngân hàng truyền thống ra thì tỷ lệ nợ xấu của VPBank cũng ở một mức thông thường, như chúng tôi ước thì nó khoảng độ 1,5 đến 1,8%. Mức này thì cũng gọi là hơi cao một chút so với các ngành ngân hàng khác. Và STB là ngân hàng đứng thứ hai từ dưới lên ở trong cái nợ xấu này, thì nó phản ánh rất là đúng cái thực trạng sau khi STB nhận sáp nhập Phương Nam Bank vào. Và đây nó cũng phản ánh là đây là một ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu rất cao, lên đến 1,94%. Đó. Thì đây là ngân hàng có tài sản xấu nhất trong các cái ngân hàng chúng ta khảo sát. Và cái việc nợ xấu của các ngân hàng đa phần giảm và rất nhiều ngân hàng giảm với mức thấp kỷ lục thì chúng tôi cho rằng có thể năm 2019 sẽ là năm nợ xấu thấp nhất trong cái chu kỳ này của hệ thống này. Và từ 2020 trở đi, chúng tôi cho rằng là nợ xấu có thể bắt đầu nhích dần tăng lên. Điều này hàm ý rằng cái khoản trích lập nó sẽ nhiều hơn so với trong quá khứ. Bởi vậy, lợi nhuận của các ngân hàng từ 2020 có thể là chậm dần đi, trừ một số ngân hàng có của để dành rất lớn như Vietcombank chẳng hạn, hay là một số ngân hàng mà có thể xử lý nợ xấu quyết liệt trong những năm vừa rồi vẫn đưa tăng được lợi nhuận như là BID chẳng hạn hay Viettin. Nhưng mà nhìn chung các ngân hàng sẽ có xu hướng là hiệu quả kinh doanh sẽ giảm dần, lợi nhuận sẽ tăng trưởng không còn cao nữa. Đó là kết luận từ cái việc đánh giá cái tỷ lệ nợ xấu này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy đây, xu hướng giảm nợ xấu của các ngân hàng rất rõ rệt. Và đến nay là cơ bản là gần như thấp nhất lịch sử của rất nhiều ngân hàng. Tiếp theo, nếu chúng ta chỉ đánh giá cái nợ xấu nội bản, tức là được công khai ra không, thì chưa đủ. Để đánh giá chất lượng tài sản, chúng ta cần phải thêm đánh giá cái nợ xấu của cái trái phiếu đặc biệt VIF. Đó, đây là những cái khoản mà ngân hàng chưa thể xử lý luôn được. Bởi vậy họ khoanh vùng ra một chỗ để xử lý dần và để có thể ngân hàng có thể hoạt động. Còn nếu họ cứ để những cái nợ xấu VIF lớn này trong nội bản thì họ phải trích lập hoàn toàn. Thậm chí có những ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nặng, do đó họ không thể hoạt động được. Bởi vậy ngân hàng nhà nước cũng như là chính phủ đã đưa ra được một cái công ty VNC để cho các ngân hàng chuyển tạm thời cái nợ xấu ra đó để xử lý dần. Đó. Thì xét trên nợ xấu VNC thì có thể thấy rằng là 7 trên 12 ngân hàng đã hết hoàn toàn nợ xấu VNC, bao gồm một là Vietcombank, 2 là Techcombank, 3 là VPBank, 4 là MBB, 5 là ACB, 6 là TPBank và 7 là ngân hàng quốc tế VIB. Và HDBank và Liên Việt Bank cũng tập tiệm cận cái việc xử lý xong nợ xấu khi họ còn rất ít. HDBank còn có 131 tỷ thôi, thì trên cái quy mô tài sản lên đến
ba bốn trăm ngàn tỷ thì nó cũng rất nhỏ, hay là Liên Việt Banh cũng thế, còn có 184 tỷ thôi. Thì hai ngân hàng này cơ bản là họ cũng xử lý xong rồi. Và thứ ba là ngân hàng STB hiện nay vẫn đang là quán quân của cái việc có cái nợ xấu VNC chưa xử lý được với 33.647 tỷ, tức là nó còn lớn hơn vốn chủ sở hữu của STB gần gấp đôi cả. Thì với cái mức này nó giảm được 6.586 tỷ so với năm 2018. Tuy cái vi số tuyệt đối giảm khá lớn nhưng chúng tôi cho rằng cái việc tốc độ xử lý nợ xấu ngoại bảng VMC này của ngân hàng STB còn rất là chậm. Bởi vậy cho nên họ có thể phải mất tới hơn 3 năm nữa, thậm chí 5 năm nữa mới xử lý xong nợ xấu. Thì lúc đó chúng ta mới kỳ vọng rằng có cổ tức tiền mặt và có nhiều cái sự bùng cháy và phát triển mạnh hơn của STB. Còn hiện tại nó khá là xấu. Và thứ tư, hai ngân hàng gần đây được rất nhiều sự chú ý đó là BIDV và VietinBank. Thì hai ngân hàng này họ chưa công bố chính thức cái số liệu về VAMC, nhưng chúng tôi ước tính rằng là BIDV còn khoảng độ dưới 10 ngàn tỷ VAMC thôi, và chúng tôi kỳ vọng rằng họ sẽ xử lý xong chỉ trong đầu năm 2020 này thôi. Nguyên nhân đến từ họ đã phát hành được cho đối tác Hana với một lượng vốn rất lớn. Từ đó họ có đủ tiềm lực để họ sẵn sàng trích lập nợ xấu VNC mà vẫn có thể đáp ứng được Basel 2 để phát triển. Và VietinBank thì chúng tôi cho rằng là VNC cũng chỉ còn khoảng độ trên 10.000 tỷ thôi. 10.000 tỷ có thể rất lớn với một ngân hàng nhỏ, nhưng mà với một ngân hàng quy mô như Viettin hay BIDV hay Vietcom thì nó cũng tương đối nhỏ mà thôi. Đó, thì do CTG VietinBank chưa được tăng vốn để đáp ứng được Basel 2, do đó cái việc xử lý nợ xấu của VietinBank chúng tôi cho rằng cần phải mất một thời gian nữa, có thể tối thiểu nó cũng phải mất 1-2 năm nữa thì ngân hàng này mới xử lý triệt để xong được. Thì khi đó thì lợi nhuận nó mới có thể tăng trưởng rất là mạnh mẽ được. Trên đây là đánh giá về nợ xấu VMC. Tiếp theo cái tỷ số rất quan trọng nữa để chúng ta đánh giá được chất lượng tài sản, đó là tỷ lệ bao trùm nợ xấu hay tỷ lệ trích lập dự phòng nợ xấu. Thì đối với một ngân hàng nào thông thường chất lượng tài sản của họ đẹp thì hiển nhiên rằng họ sẽ sẵn sàng lôi rất nhiều ra, họ trích lập nợ xấu rất là đầy đủ, rất là nhiều đi. Còn ngược lại những cái ngân hàng mà có thể tiềm ẩn những cái nợ xấu nhiều, họ không dám trích lập nhiều, bởi vì khi trích lập nhiều sẽ ảnh hưởng làm giảm lợi nhuận nhiều và từ đó làm mất đi cái vẻ đẹp của bản báo cáo kết quả kinh doanh. Thì với tỷ lệ này thì có 3 ngân hàng duy nhất trích lập rủi ro trên cái nợ xấu trên 100%. Đó là Vietcombank với 181,99%. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng Vietcombank nếu có 100 tỷ đồng nợ xấu, tức là nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5 đấy, thì họ sẵn sàng bỏ ra 182 tỷ ghi âm luôn, trích lập cho cái đồng ấy luôn. Đó. Hay là ACB thì là đứng thứ hai, luôn luôn đứng thứ hai với 135,49%, và VietinBank là 119,67%. Thì trong ba ngân hàng này thì VietinBank vẫn còn số dư nợ xấu VAMC. Thế do đó là chúng tôi đánh giá là tuy trích lập rất cao này nhưng cũng chỉ ở mức vừa phải thôi, bình thường. Còn Vietcombank và ACB trích lập như này là vượt qua kỳ vọng rất nhiều. Bởi vậy trong tương lai họ sẽ có khả năng hoàn nhập lại cái trích lập này để bút vào lợi nhuận. Đây chính là cái khoản mà người ta hay nói đó là ngân hàng giấu lợi nhuận hay là giữ lợi nhuận cho tương lai đấy ạ. Thì chúng tôi vẫn kỳ vọng rằng đặc biệt Vietcombank năm 2020, 2021 thì họ sẽ còn nhiều cái khoản hoàn nhập từ việc trích lập quá đà này, ghi nhận và lợi nhuận, thì giúp cho ngân hàng vẫn tăng trưởng được lợi nhuận tốt. Và các ngân hàng có tỷ lệ dự phòng nợ xấu thấp nhất bao gồm Sacombank là 38,85%, tức là 100 tỷ đồng nợ xấu thì họ mới dùng có 38,85 tỷ tài sản để họ ghi âm đi thôi. Đó, tức là cái nguy cơ của những cái ngân hàng trích lập ít này thì tương lai là thứ nhất là hoàn nhập của họ sẽ thấp. Thứ hai, họ có thể phải trích lập thêm khi xử lý cái đống nợ xấu này. Bởi vậy cho nên là những ngân hàng này tương lai sẽ không có nhiều sự đột biến về cái việc
hòa nhập lợi nhuận đó, cũng như có thể tiềm ẩn là những cái nợ xấu có thể tiếp tục ngốn thêm các cái khoản cần phải trích lập nữa đó. Thì nhóm ngân hàng có tỷ lệ trích lập rất thấp nào gồm có STB, BIDV, VPBank và VIB đó, và đồng thời các ngân hàng này cũng là những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất đó. Tiếp theo chúng ta sẽ tính tiếp đến một khoản nữa, đó là khoản các khoản lãi và phí phải thu. Vì sao chúng ta phải xem xét đến khoản này? Như tôi đã nói ở ban đầu, bởi vì khi mà các cái khoản lãi và phí phải thu này của ngân hàng mà cao quá thì nó cũng hàm ý rằng trong những cái tài sản chất lượng đấy thì vẫn còn tiềm ẩn nợ xấu ở trong đó, nó gây ra các cái khoản lãi và phí phải thu đó. Tất nhiên là trong các khoản lãi và phí phải thu thì nó có rất là nhiều phần đến từ rất chính đáng, nhưng mà có một phần đến từ cái việc phát sinh ở nợ xấu đấy, thì nó cho thấy là cái chất lượng tài sản của các ngân hàng này vẫn chưa được đẹp. Thì tỷ lệ lãi và phí phải thu của ngân hàng STB Sacombank ấy là lớn nhất, lên đến 4,31% so với tổng tài sản. Thì như vậy có thể kết luận rằng nó tiềm ẩn nhiều nợ xấu chưa lộ đâu, nó vẫn còn nhiều nợ xấu. Thứ hai là các ngân hàng có tỷ lệ này cao trên 1%, bao gồm Liên Việt là 2,12%, VP 1,6%, Techcombank 1,45%, HDBank 1,39%. Thì trong đó thì hai ngân hàng về VP và Techcombank do họ đầu tư trái phiếu nhiều, thế thành ra lãi và phí phải thu tất nhiên là của họ cũng phải cao hơn thông thường một chút. Đó. Tuy nhiên, Liên Việt Postbank thì chúng tôi cho rằng là sẽ tiềm ẩn nợ xấu khá khá nhiều đấy, bởi vì khoản này rất là cao. Rồi là HDBank cũng vẫn còn nợ xấu cũng khá khá chưa lộ ra. Đó. Thì khi mà Techcombank và VPBank ấy họ đầu tư trái phiếu, do cái khoản lãi từ trái phiếu thường người ta trả 6 tháng một lần. Thế do đó là cái khoản lãi và phí phải thu nó cũng sẽ cao hơn so với các cái khoản cho vay thông thường là mỗi tháng trả lãi một lần. Đó. Thì đấy là phần giải thích vì sao VP và Tech tuy nó có hơi cao nhưng chúng tôi vẫn cho rằng là nó cũng tương đối ok. Và thứ ba đó là các ngân hàng còn lại thì tỷ lệ này tương đối thấp, do đó chúng tôi cho rằng nguy cơ tiềm ẩn phát sinh thêm nợ xấu không lớn ở các ngân hàng này đó. Cụ thể ví dụ như Vietcombank chẳng hạn, Vietinbank hay ACB chẳng hạn, thì chúng tôi cho rằng là tiềm ẩn nợ xấu trong tài sản của họ không quá lớn. Từ những cái đánh giá trên thì tôi đưa ra kết luận rằng thứ nhất là Vietcombank và ACB là hai ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhất và họ tiềm ẩn lợi nhuận từ hoàn nhập trong tương lai, tức là có của để dành cho tương lai, có thể ghi nhận lợi nhuận nếu ngân hàng có gặp khó khăn vào điều kiện kinh tế. Thứ hai, ngân hàng Sacombank là ngân hàng có chất lượng tài sản kém nhất và chúng tôi cho rằng phải mất nhiều năm nữa mới xử lý xong hoàn toàn. Thì tối thiểu tôi nghĩ rằng phải mất 3 năm, thậm chí đến 5 năm. Thứ ba, BIDV có thể xử lý xong cái nợ xấu VAMC ngay trong đầu năm 2020 nhờ việc huy động được một lượng vốn rất lớn từ đối tác ngoại Hana. Thứ tư, Vietinbank có thể mất hơn 1 năm nữa để giải quyết các cái vấn đề tương tự như BIDV. Thì chúng tôi cho rằng thậm chí nó có thể kéo dài đến 2 năm mới có thể giải quyết được hết các cái vấn đề như thằng BIDV này. Thứ năm, những ngân hàng có thể trả cổ tức tiền mặt cao trong tương lai gồm những ngân hàng sau: một ACB, hai MBB, ba Techcombank, bốn VPBank và thứ năm có thể là Vietcombank. Đó là những ngân hàng có thể trả cổ tức cao từ cái việc đánh giá chất lượng tài sản. Thứ sáu, có thể 2019 sẽ là năm nợ xấu thấp nhất rồi. Vì thế cho nên trong tương lai có thể bắt đầu tăng trưởng trở lại cái tỷ lệ nợ xấu và khiến lợi nhuận của doanh nghiệp tăng chậm hơn so với tăng trưởng tín dụng. Đó. Thông thường nếu nợ xấu giảm, năm sau giảm hơn so năm trước thì lợi nhuận của ngân hàng sẽ cao hơn so với tăng trưởng tín dụng khá nhiều. Nhưng ngược lại khi mà nợ xấu mà lại có xu hướng tăng trở lại thì lợi nhuận của ngân hàng khó có thể tăng trưởng bằng so với tín dụng. Bởi vậy cho đến 2020 này chúng tôi vẫn cho rằng cái lợi nhuận của các ngân hàng khả năng cao là sẽ tăng trưởng chậm lại, có thể là bằng tín dụng thôi.
còn các năm tới có thể là thấp hơn tăng trưởng tín dụng. Thậm chí nếu năm nào nợ xấu tăng mạnh quá, nếu kinh tế yếu kém, thì cái lợi nhuận của ngân hàng có thể tăng trưởng âm thụt lùi. Và cuối cùng, để ra được cái quyết định đầu tư cổ phiếu ngân hàng hay không ấy, ngoài việc đánh giá cái chất lượng tài sản ra, thì chúng ta cần phải đánh giá khả năng sinh lời, triển vọng trong tương lai, chiến lược trong tương lai của ngân hàng là gì, và một điều không thể thiếu là định giá có hấp dẫn hay không. Thì những việc này thì chỉ có thể áp dụng với điều kiện trên cái nền tảng chất lượng tài sản của ngân hàng tốt đã. Vì sao chúng tôi không bao giờ định giá SHB hay là STB? Bởi vì hiện tại nó còn rất nhiều nợ xấu, thành ra rất khó định giá. Nếu có chăng thì định giá liên quan đến tài sản của nó thôi. Đó, hoặc là cái kế định hóa theo dự phóng tương lai rất giảm. Còn lợi nhuận của nó hiện nay thì không chắc chắn, do lợi nhuận này có thể bay mất bất kỳ lúc nào không biết, nếu họ chỉ cần xử lý một đống nợ xấu của họ thôi. Đó, như vậy trên đây là tôi sẽ đã trình bày với quý vị và các bạn về cái chất lượng của 12 ngân hàng niêm yết hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2019 kết thúc vừa qua. Thì cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Thì sắp tới tôi sẽ đánh giá tiếp về cái chất lượng sinh lời, khả năng sinh lời của các cái ngân hàng này để quý vị và các bạn có thêm cái nguồn tham khảo trong cái việc ra quyết định đầu tư của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn đầu tư thành công, hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.